rich, I'm rich, I'm rich, I'm rich. Vâng, xin chào các bạn. Thì như tiêu đề thì hôm nay mình sẽ làm về game Pokemon. Cái game này thì đã có nhiều trang nó review rồi hướng dẫn chơi rồi, nhưng hôm nay mình sẽ làm lại và thêm nó vào cái danh sách game của cái kênh của mình. Các bạn nhớ like, share và đăng ký để ủng hộ kênh mình nha. Bây giờ thì chúng ta đang vào game. Cái game này thì nó hơi bị lắc và giật nha các bạn. Có lúc vào được, có lúc không vào được vì nước huy hơi bị nhiều và cũng dễ kiếm được các Pokemon huyền thoại. Đây, bây giờ thì chúng ta vào game ha, chọn server. Thì lúc trước mình có chơi ở cái server 47 thì hôm nay là chúng ta qua server mới chỉ cho các bạn ha. Server mới là 58. Cách server của mình, cũ của mình là cũng khá nhiều á. Đó, vừa vào là các bạn đã thấy rồi đó. Sau khi làm cái game này thì chắc mình sẽ quay lại chơi cái game này tiếp mình. Nhìn cái màn vào đầu của nó thấy hơi bị mờ. Vào chơi lại, cài lại từ đầu. Thôi bỏ quả bằng này đi. Kim cương mà cái game này cho là cũng hơi bị nhiều nha các bạn. Mà shop của nó thì chỉ có là một kim cương. Có một số kênh thì làm về cái game này nhưng mà họ không có hướng dẫn cho các bạn là cách mà kiếm Pokemon hay là chơi Pokemon mà không bị thọt trong thời gian nhanh nhất. Lúc trước mình cũng có coi một số kênh thì nó cũng có hướng dẫn mình đăng ký và chơi và tải game này về, nhưng mà tính ra thì sau một thời gian là cũng gần một tuần lễ mình bỏ ra thì mình mới biết được cách chơi mà nhanh lên và tăng sức mạnh cho nó. Cái video này thì mình làm để giúp cho các bạn tiết kiệm thời gian hơn. Nhưng mình sẽ không hướng dẫn hết nha. Tại vì nếu mà mình hướng dẫn hết đó thì các bạn chơi sẽ đâu còn gì hay nữa đâu, đúng không? Ồ, hình đẹp ghê các bạn. Con đó sẽ biến thành con cá chép bự thiệt bự. Mình nghe nói là con cá chém nó sẽ biến thành con rồng mà không biết đúng hay không.
Đây, này là đăng nhập này các bạn. Đó các bạn thấy không? Trời ơi. Nó cho các bạn cái con báo này thì các bạn cứ dồn hết đam vào con báo nha, còn cái này là các bạn đi mua hồn. Còn cái này các bạn cũng đi mua hồn. Pikachu thì là con mặc định rồi. Đâu rồi, để mình kiếm cái shop rồi, cái shop nằm đâu mình quên rồi. Đây, cái shop cho bá đây. Đấy, các bạn thấy không? Rất là rẻ. Chỉ có một kim cương. Thì các bạn muốn mua tiếp thì các bạn phải bỏ tiền ra nạp tiền vào nha. Những thứ này thì mình nghĩ là chúng ta dân cài cuốc thì cũng không có đủ tiền. Nếu bạn nào có tiền thì nạp vô để mở shop. Con này hả? Bỏ đi, phới phải. Đây, cái này là nạp tiền, đừng có nạp vô con này. Đây, chúng ta vô chúng ta lấy không bạn. Ồ, để mua được cái phần viết 15 cũng hơi chua ha. 600 ngàn tiền đâu mua. Đây, cũng mua mấy cái nhỏ cho biết. Cái phó bản đồ mỗi đi qua mỗi cái phó bản là nó có cho hết nha các bạn. Chúng ta cũng không cần mua những thứ này. Kiếm mấy cái đường là mua. Rồi mình phải để phần tiếp theo cho lấy điện thoại hết pin rồi. Rồi bây giờ mình sạc điện thoại xong rồi lại tiếp tục hướng dẫn các bạn chơi ha. Đâu rồi, mình vào ba lô nè. Hồi nãy là mình đã mua đồ rồi, bây giờ mình mở ra. Ủa bao nhiêu rương vậy? 8 rương. Chọn một rương trước ha. Rương mừng hồn. Đây mảnh ở đây. Đủ 8 rương luôn, hốt liền. Cái này dành cho Rubini. Cái này là dành cho nó tiến quá lên nha các bạn. Đây. Đợm. Mấy cái trái này là để lên kinh nghiệm cho mấy con bếp của chúng ta nha. Mấy con này tuy không phải là quyền hội nhưng mà các bạn có thể dễ dàng kiếm được nó. Bây giờ mình đổi nó vào đây ha. Đó, bấm vào. Đây, ở bên này là cái hồi nãy các bạn lấy nè. Cái viên hồi nãy, cái viên kinh nghiệm nè, bây giờ chúng ta nâng max nó luôn. Đấy, mấy cái này khóa rồi, bây giờ chúng ta phải chạy cho nó lên level để mở ra ha. Tính là cũng nhanh nè các bạn ơi. Giờ mình mở tiếng lên ha, để cho quên tắt tiếng. Bỏ luôn. Nhân 3 là hết rồi nha các bạn. Thank you.
tiến hóa nè đó. Tiến lên nào Pikachu. Đó, để mình đánh xong cái map này cho các bạn xem nha. Ây da, đánh với Mewtwo à. Mewtwo. Ây da, chua. Đây số kim cương nè các bạn. Số này chắc mình mua em này quá.
có đọc xem á. Lại review cho các bạn xem thôi. Nếu có đọc xem á, chứ chắc là server nó lắc kìa. Rồi bay ra luôn rồi. Rồi. Chắc phần sau là phải để cho các bạn tự chơi rồi quá.
cái phần mà hướng dẫn download thì mình để ở cuối game, và cái link thì mình để ở phía dưới bài này nha. Các bạn nào xem xong nhớ cho mình một like, một share và đừng quên đăng ký kênh của mình nha. Rồi nó quay hoài. Video tiếp theo thì mình sẽ hướng dẫn các bạn vào một cái game mình cũng mới vừa tìm được buổi chiều này thôi. Đó là Last of Land. Phiên bản lậu nha các bạn, phiên bản của châu Á, có tiếng Việt cho chúng ta luôn. Rồi bây giờ thì nó quay hoài như vậy. Thôi hẹn gặp các bạn vào video tiếp theo nha. Bye bye, chào tạm biệt các bạn. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách là download game. Các bạn nào dùng điện thoại thì các bạn hãy mở nó qua bên cái phần của YouTube. Hoặc là không cần YouTube cũng được nữa, các bạn bấm vào cái link nè. Đó. Này dành cho Android nha các bạn. Đó. Bấm vào đây. Các bạn mở bằng cái trình duyệt Google Chrome nha. Hoặc là cái internet gì của mình cũng được. Đó, bấm vào đây, click vào đây. Còn cái này các bạn bỏ nha. Cái phần tích và quảng cáo bên này. Đó, là cái phần download tiếp theo. Là đó là download của game. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong cái video tiếp theo. Mình hứa lần sau mình sẽ làm cái Pokemon Pikachu shop 1 kim cương. Bye bye, chào tạm biệt các bạn.